Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Easy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dream City nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Dream City nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Let's go. Hiện tại thì mình đang còn 111 game. Và mình đang ở lap 3 anh em ạ. Chúng ta bị đẩy xuống top 7 rồi. Có quá nhiều người đùa. Thì mình sẽ lấy vàng và lấy thêm phút để gọi là xong nhiệm vụ này nha. Hình như cũng xong rồi chưa? Xem nào. Lấy xong vàng rồi anh em ơi. Bây giờ sẽ chuyển qua là lấy phút, lấy một số thứ nữa anh em ạ. Hai Comet Dragon. Ô, chỗ này đang full rồi anh em ơi. Chỗ này full rồi. Chúng ta sẽ cho cái con Swabuxcler này đi chỗ khác đi. Đấy, ok. Score Buckler của mình cho vào đây nhé anh em. Congratulations. Con này khá là giống con khá giống Luffy anh em. Khá giống Luffy mũ rơm. Khá là đẹp đi chứ đúng không? Nhìn xịn so phết. Đừng đùa. Chúng ta sẽ cho lên nhá. 7 này. Uầy, nhưng mà sao dạng này giống xấu vậy? Dạng 2 trông xấu hơn dạng 1 nhiều anh em nhờ. Vãi đạn luôn ạ. Ok. Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ cho ăn lên đã, level 15 này. Đây, đây là dạng tiến hóa cuối cùng của con Luffy mũ rơ. Nhưng mà xấu quá, nhìn cảm giác xấu quá anh em ạ. Nó không được đẹp như con kia luôn đấy. Không đẹp dạng 1. Chúng ta sẽ lấy thêm phút nha anh em. Hình như là mình cũng xong được cái nốt 1 đấy sao ấy. Giờ cùng xem thử xem như nào nha. Hình như xong rồi. Chúng ta xong rồi chứ nhỉ. Chúng ta ở đây có 2 comment này. Hôm nay mình sẽ review 2 comment cho anh em nha. 2 ngày và 1 giờ 11 giờ hay 1 giờ 2 ngày và 11 giờ 59 tiếng cơ mà. 2 ngày rưỡi. Tổng 2 ngày rưỡi anh em ạ. Mình sẽ review cho anh em xem cái con 2 Comet. 2 Comet và kết hợp với con 2 Winter này thì nó quá đẹp luôn, quá là xịn luôn đấy. Nhưng mà trước tôi lấy mấy cái này trước, đúng không? Tôi lấy mấy cái này đã xong tính sau. Mấy cái kia cứ từ từ. Từ từ khoai nó mới nhừ được, đúng không anh em? Rồi, chúng ta có 2 Comet rất đẹp ở bên này. Xuất hiện thế nào? Đây là một con rồng Henrik mình rất thích. Nó thích từ ngày xưa cơ anh em, không phải đến bây giờ. Từ ngày xưa mình đã thích cái con này lắm rồi. Hai Comet Dragon cho thú ăn. Ok. Và chúng ta sẽ tiếp tục nào. Let's go. Chúng ta sẽ cho lên level 2 này, level 3 này, level 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Ok, 11. Ôi, 2 Comet đây là dạng 2 của nó anh em ạ, nhìn nó khá là tù. Ok. Nhìn lúc nãy là tìm gọi là đẹp. Đúng không? Chính xác. Ok boy, let's go xem là cho lên level 20, có lẽ mình sẽ cho lên tầm level 30 là hợp lý anh em ạ. Level 30 đi. Thì level 20 sẽ tiến hóa dạng cuối. Ui, đẹp chưa anh em? Nó như là ngựa một sừng anh em ạ, ngựa một sừng có cánh nữa. Nó kết hợp giữa con rồng Pegasus của Hercules ấy với con ngựa một sừng ấy, thành con rồng này. Nó quá là đặc biệt và quá là đẹp anh em nhờ. Xịn vãi tèo. Ui, 25, 26, 27. Ôi trời, cái này bị rơi rồi. 28, 29, 30. Ô, level 30 nè. Trời. Đẹp. Ta cho ăn lên nhá, hết đấy nhanh anh em ơi nhá. Cho ăn lên, lấy thức ăn chứ. Quên không phải cho ăn mà lấy hết thức ăn trong này. Chúng ta lấy hết chưa nhở? Có lẽ là lấy hết rồi đấy. Và chúng ta sẽ đợi thôi. Cái nhiệm vụ này nó sẽ hơi bị lâu một tí xíu. Cái này mình còn chưa thu thập được hết này. Cái Viking này sắp hết rồi này. Còn có tí thôi là hết rồi. Chẳng còn nữa đâu. Chẳng còn nữa đâu mà khóc với sầu. Ok. Cái này là thu thập cái gậy thời tiết và cái viên đá gì đó để tạo ra được cái này cơ. Ngon vãi nhờ. Thật sự là ngon luôn anh em ạ. Collect Frozen Ruby. Mình sẽ cho nó ăn lên thêm nhé. Đấy. Mình sẽ 700 này. 700. Let's go. Most luck yêu cầu à. Mình sẽ chọn con nào đây anh em? 2
hai comet xong có nhở. À không phải, cái này nó chỉ cần hệ băng thôi anh em ạ. Chính xác, con này là chỉ cần cái hệ băng thôi nên nên không không thể được nha anh em. Ok, vs nào, xem nào, chúng ta sẽ có Icy Win băng giá 148k 24.700 à. Đấy, ánh sáng luôn anh em nhá. Đấy, ánh sáng luôn, tấn công 140k, khỏe đấy. Con này sẽ là 21.173, tiếp tục có băng giá thêm 152k, khỏe thật sự luôn. Victory rồi. Và chúng ta sẽ có là 6/20 à, 6/8 à. Next battle là 5:59 à, khá là lâu nữa nhờ. Ok, chúng ta sẽ lấy vàng đi, lấy hết cái đống vàng ở trong này đi. Rất là nhiều cái thức ăn nhưng mà chúng ta chưa đủ luôn đấy, chưa đủ. Đợi đã nha anh em. Ok, bên này thì chúng ta sẽ 90 100 Quillen à, Warfish này, Giant Grass này, Poor Line này, 88.000 này. Con này sẽ 72.443. Warfish này tấn công phát 72.443 tiếp. Đấy, đơn giản và hiệu quả đấy. Mấy con này khá là dễ, nó bắt mình đánh mấy cái trận ở trong này gì dễ không thì anh em cho kiếm 6 game nữa, lại có thêm game để đua rồi anh em ơi, quá ngon rồi, lại có thêm game để đua rồi. Poor Lies chiêu nào cũng được anh em nhá. À bánh nghe là muốn mua ắc giá rẻ thì có thể qua shop thanheji.com nhé, giá rất là rẻ luôn. Ok, 28.700 à, bình tĩnh nào bạn ơi, 82.000 luôn. Xem nào, Poor Lies phát nữa nhở. Xem chiêu nào nó là mạnh nhất. Poor Lies thôi, cứ Poor Lies mà đánh thôi anh em. Còn có khoảng 113.000 máu nữa, 11.000 máu nữa. Đơn giản, chúng ta đánh thắng xong hai trận trong phần League Battle rồi, chúng ta sẽ sắp qua được cái nốt này rồi anh em. Ôi, nốt này bắt đầu khó nha. Chắc là có lẽ tôi sẽ sử dụng game để vượt qua cái nốt này thôi anh em ạ. Rồi, ok. Ok baby, tôi dùng game để qua nốt này thôi. Cái này đợi lâu lắc đấy, ít nhất phải tầm khoảng nửa tiếng cơ. Còn nửa tiếng thì mới xong được. Và mình không có nhiều thời gian mình đợi như thế. Dĩ nhiên, chúng ta lấy hết cái phút á, lên tầm khoảng 9-10 cái phút xong ta bắt đầu là dùng game để next qua nha. Nhưng mình nghĩ nó cũng sẽ hơi bị lâu ấy, hơi mất thời gian 3/9 này. Ui, mình nghĩ cái nhiệm vụ này lâu lắm. Theo mình đoán sẽ nhiều rất là lâu. Mình sẽ đánh một vài trận Arena Battle đi. Arena Battle, vào game. Let's go. Chiêu Hurrican Accent đi. Đây, có chiêu Hurrican Accent đây, có vẻ như sẽ khá là khỏe. À không, con này thực ra thì nó có giáp mà, đánh với nó như không ấy. Mình khắc hệ con này anh em ạ, và nó cũng khắc hệ mình. Mình khỏe khỏe nó nhiều, ôi một phát chết luôn ạ. Không có cơ hội để làm lại luôn ạ. Không có cơ hội làm lại cuộc đời. Con này mình đã luyện lên cấp độ A cộng rồi, chỉ có chiêu thức thì chỉ chưa luyện thôi. Cấp độ ra khá là khỏe, mình sẽ swap đi anh em. Swap ở chiêu bất kỳ đi. Đấy, Poor Energy. Rồi, đơn giản, hiệu quả. Multi Dimension, chúng ta sẽ sử dụng chiêu đầu tiên ấy, Aurora ấy. Đấy, khỏe mà, rất khỏe ở đằng khác, đúng không? Chúng ta sẽ có là 12/20, khá tốt, khá mạnh, khá khỏe. Rồi tiếp tục là đánh nhau với con gì đây? Ok, ok người anh em, lên thôi. Đấm phát cứ để con này đánh cho nó vui vui tí, thực ra thì cũng không có quan trọng ấy. Nhưng chắc là mình cũng thắng thôi, mình cũng không thể nào mà thua được ấy. Rất khó để có thể thua, cực kỳ khó để thua nha anh em. Ok, tao mới đánh nhau xem thằng nào mạnh hơn. Ok boy, đây rồi, Mewtwo Super Mega của chúng ta đã được xuất hiện. Và con này không thể chạy được ấy, mình đảm bảo với anh em chắc chắn 100% mình sẽ không thể chạy được đâu.
một đấm ở trên này. Ok, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại nha anh em. Bye bye.